Rồi anh đóng cửa lại, anh đóng cửa lại, anh ấn ghế tự lên. Tại lại không lên à? Có, anh phải lổ máy. Đấy. Đấy, hạ tay lái xuống. Anh tắt máy đi thì cửa nó sẽ tự mở ra. Tắt hẳn máy đi xong mở cửa. Tắt hẳn nè. Đấy, mở cửa ra thì cửa, ghế lùi xuống. Đấy, ok.